Cửa hàng Nhật Động Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai Cẩm Mỹ Đồng Nai, số điện thoại 0986282901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cưa xích hạng tầm trung nóng đứng nhá. Và hôm nay đến từ thương hiệu của Echo Kioris nha mọi người. Mã số là V3200, hàng hệ đời 4 số ha. Mẫu này thì anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà rất là vừa tầm, nhẹ nổ, dễ xài, dễ sử dụng nha mọi người. Em này thì 34cc nha mọi người, nặng 4,5kg đầu máy ha. Đầy đủ lam xích em này khoảng 5kg, hơn 5kg một chút nha mọi người. Lam của em này được sử dụng lam tổng, độ dài là 40, mặt cắt cây là 35cm. Xích được sử dụng xích chung 91 mọi người. Lam xích khá là đẹp. Đó, xích thì đã được ráp xích mới. Và lam thì em đã ráp cho anh em là lam Latin đầu trơn. Đó, đầu có tản nhiệt nha mọi người. Nên là lam Latin này thì anh em xài nó đỡ bị xúc xích này, đỡ bị cong lam, xài rất là bền bỉ ha. Và xích thì cũng đã ráp xích mới nên là anh em về chỉ việc cắt thôi nha mọi người. Đó. Ốp lam em này để sử dụng ốp lam 2 ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 10 và tăng xích tại má ốp lam. Đây nó có một con vít dẹp tăng xích này, hoặc bên hông này này. Đó, nó hai con này ha. Anh em thích tăng con nào cũng được ha mọi người. Đó, rất là thuận tiện nên anh em chỉ việc lới lỏng hai ốc này ra, mình thò vít ở đây mình tăng giảm xích luôn nha mọi người. Đó, bên phía mặt má ốp lam thì các tem mạc vẫn còn nguyên nhá, Kioris này. Đó, thì đời này là nó có xả hơi này anh em. Nếu mà anh em leo cây hoặc ở dưới mà giật nó nặng mình bấm vào cái nút xả màu đen đen này. Đó là nó sẽ giảm giật đi rất là nhiều nha mọi người. Anh em giật rất là nhẹ nhàng ha. Lốc mặt tiền đấy nha mọi người. Đời bô này là đời bô giảm thanh nha, nên âm thanh phát ra rất là êm ấm, đỡ bị rè ré nha mọi người. Là lốc mặt tiền đây. Rất là đẹp. Đó. Tình trạng máy là rim nguyên bản nha mọi người. Đó, đằng trước này thiết kế cho mình lắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn lam xích. Còn đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Bên phía chụp giật thì tem mạc Kioris vẫn còn nha mọi người. Đây mã số series này. 007584 này, Mark in Japan này. Đó, hàng chuẩn của Nhật Bản nha mọi người. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Giá của em Echo V3200 này là 2.700.000 đồng. Đó, được ráp lam Latin và xích mới luôn nha mọi người. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cưa xích này liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Giờ em sẽ khởi động ha. Đó, anh em giật bình thường này, giật là nó hơi nặng đó, nhưng mà nếu anh em bấm vào cái nút xả màu đen này đó, bấm vào chỉ cần kéo nhẹ nổ thôi, nó giảm giật đi rất là nhiều nha mọi người. Nó xả hơi ha, đây anh em thấy không, anh em nghe tiếng xì xì hơi ha. Đó, nó giảm giật đi là anh em giật rất là nhẹ nhàng, leo cây nọ ở dưới như vậy luôn, rất là đã. Ok, em Echo Kioris mã số là V3200, đời hệ 4 số 34cc. Mẫu này dành cho anh em sử dụng trong gia đình nha mọi người. Được ráp lam Latin và xích mới. Giá của em này là 2.700.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua đầu số điện thoại 0986282901 đặt hàng nha mọi người.